Bây giờ có một số người nói đây là thiên tai tự nhiên, oán trách tự nhiên. Làm sao có thể nói thiên tai của tự nhiên? Tự nhiên là tuyệt đẹp nhất. Tại sao quý vị có thể nói nó là thiên tai chứ? Chư Phật Bồ Tát, Đại Thánh Đại Hiền, không có ai là không tùy thuận tự nhiên. Con người thời nay tại sao vậy? Con người thời nay muốn thay đổi tự nhiên, đã hiểu sai người định thắng trời. Câu nói này là của người xưa nói. Ý nghĩa của người xưa nói không sai, họ đã hiểu sai. Nhân định thắng trời, con người nhất định có thể thắng tự nhiên. Đem nó sửa sai. Dốc hết vào phát triển trên khoa học, dùng phương pháp khoa học để thay đổi tự nhiên, tự nhiên xảy ra thiên tai. Nguyên nhân là gì? Quý vị thay đổi nó thì phiền hà đã đến. Người xưa thuận theo tự nhiên, ví như sinh con dạy cái. Người xưa là tự nhiên, con cái đã đến nhà quý vị, trong nhà quý vị đời đời kiếp kiếp tích đức tu phước. Cho nên trẻ con của quý vị có phước báo, có trí tuệ, đều đến nhà quý vị. Vì sao vậy? Cảm ứng. Người người đều biết đạo lý này, nhà nhà đều biết chân tướng sự thật này. Cho nên trong nhà bần hàn không sao cả, phải tích đức, con cháu sẽ phát đạt. Họ hiểu được đạo lý này. Người thời nay không tin tưởng những đạo lý này, cho rằng trí tuệ của mình, tri thức của mình đủ để có thể thay đổi tự nhiên. Thay đổi rồi, tác dụng phụ mang đến chính là thiên tai nhiều như vậy. Đối với con người mà nói, mang đến cho quý vị rất nhiều bệnh tật, không khỏe mạnh. Môi trường của quý vị sống mang đến những thiên tai, bất kể là tự mình, bất kể là gia đình, bất kể là môi trường sinh sống, tất cả đều là do nghiệp lực chiêu cảm ra, chứ không phải tự nhiên. Nói thật với quý vị là tự làm tự chịu. Quý vị còn nói thiên tai này là của tự nhiên, quý vị không phải đã hàm oan tự nhiên rồi sao? Đem tất cả những thiên tài bất thiện, trách nhiệm đều nhường cho tự nhiên, đây có tội lỗi.